Mình là Tấn Phát và mình có nickname mọi người thường gọi là Tabi. Hồi nhỏ tình cờ mình có xem được một TV show về ảo thuật tên là What is Magic của David Land. Trong đầu mình lúc nào cũng tự hỏi là làm sao mà anh ấy có thể làm được. Anh ấy cũng là người như mình mà. Và từ lúc đó thì bắt đầu mình có cái niềm đam mê và cảm hứng với bộ môn này. Chắc chắn là khi bắt đầu thì lúc nào cũng gặp khó khăn. Thì khó khăn của mình đó là rào cản về gia đình. Gia đình cũng hay cấm cản, nói tại sao suốt ngày cầm bộ bài hoài vậy. Cũng rất là buồn khi nghe điều đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái hạnh phúc nhất của mỗi con người á là mỗi ngày được làm điều mình thích và sống với đam mê của mình. Vì thế mình quyết định đi theo con đường riêng của mình. Đến với vòng bán kết lần này thì mình cảm thấy là tất cả các tiết mục đều rất là hay. Và mình không nói là tiết mục mình hay nhất hoặc là đặc biệt nhất, nhưng mình chắc chắn khi biểu diễn cái vòng bán kết đêm nay xong thì mọi người sẽ nhớ đến ảo thuật gia Tabi. Ảo thuật gia lừng danh thế giới Harry Houdini đã từng nói rằng sự nguy hiểm trong màn biểu diễn chính là ma thuật mà mọi khán giả muốn nhìn thấy. Và tiết mục hôm nay của Tabi không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một tiết mục biểu diễn đơn thuần trên sân khấu mà mọi khán giả thường thấy chơi. Tiết mục hôm nay là một trò chơi mang tính chất may rủi. Vì thế Tabi cần một giám khảo có thể tin tưởng để tham gia trò chơi ngày hôm nay. Em xin mời anh Huy Tấn ạ. Rồi, xin mời anh bước lên đây cùng em. Em ơi, rồi. Ở đây có anh Hoài Linh đẹp trai này. Không, anh Huy Tấn đẹp trai hơn ạ. Nha. Nó nói em không nói. Rồi, xin mời anh bước lên đây. Rồi, anh hãy bước lên đây cùng em. Rồi, bước qua đây. Ok. Như mọi người đều thấy, ở đây ta có 5 chiếc ly thủy tinh. 1, 2, 3, 4 và 5. Và 5 ống giấy màu trắng. Bây giờ anh Huy Tấn hãy chọn cho em một chiếc ly bất kỳ. Chiếc ly nào cũng được ạ. Rồi, anh để lên. Anh có muốn thay đổi không ạ? Không. Ok, anh hãy chọn cho em một ống giấy bất kỳ. Số 5. Rồi, anh có muốn thay đổi không? Không. Ok. Bây giờ thì chúng ta còn lại là 4 ly thủy tinh và 4 ống giấy. Bây giờ em sẽ lồng 4 ống giấy này vào 4 chiếc ly như thế này. Ok. Bây giờ em sẽ lồng như thế này. Ở đây em có một bình nước suối. Bây giờ anh hãy rót giùm em vào 4 ly nước này. Anh đừng rót đầy quá nha. Rót gần đầy thôi. Rồi. Rồi, đúng rồi. Ok, cảm ơn anh. Anh làm rất là tốt. Và bây giờ em có một yêu cầu nữa cho anh. Anh hãy đeo đôi găng tay này vào. Anh thuận tay nào anh đeo tay đó nha. Như Tabi nói thì tiết mục ngày hôm nay là một trò chơi. Và trò chơi đó liên quan đến một thứ rất là đặc biệt. Xin mời người hỗ trợ mang ra ạ. Ok. Như mọi người thấy thì ở đây ta có một lọ dung dịch. Và dung dịch đặc biệt này là axit. Mọi người biết thì axit rất là nguy hiểm đối với cơ thể con người chúng ta. Ok. Bây giờ em sẽ dùng cái ly Huy Tấn chọn lúc nãy. Và tôi sẽ chứng minh là sự nguy hiểm của axit như thế nào. Em ơi, sang đây đứng này. Chỗ ấy nguy hiểm lắm. Rồi. Ở trong bình này là một miếng xốp. Bây giờ Tabi sẽ đổ ly axit này vào miếng xốp. Như mọi người thấy thì khi miếng xốp tác dụng với axit lập tức bị ăn mòn và tỏ ra mùi rất là hôi. Tabi xin được phép nhắc lại, đây là tiết mục nguy hiểm, mọi người không nên thử ở nhà. Được không ạ? Rồi, bây giờ Tabi sẽ đổ axit còn lại vào chiếc ly Huy Tấn đã chọn.
Ok. Rồi. Bây giờ thì Tabi sẽ lồng cái ống giấy này vào chiếc ly anh Huy Tấn đã chọn. Và tại sao chúng ta lại có những cái ống giấy này? Vì để cho chắc á, Tabi không thể nào phân biệt được đâu bằng mắt thường đâu là nước và đâu là axit, cũng như bề mặt nước của từng ly. Vâng, rất là chậm ha. Ok. Anh Huy Tấn, anh đã sẵn sàng chưa? Nghĩa. Ok. Một lát thôi em sẽ bước lên đây à. Và trong lúc đó em xin nhờ anh Huy Tấn hãy cháo vị trí ly axit này trộn lẫn với 4 ly nước. Ok. Và đặc biệt là anh hãy nhớ vị trí ấy nằm đâu, được không ạ? Anh hãy cháo chậm rãi và từ từ thôi. Ok. Ok. Rồi. Bây giờ để cho chắc chỉ có một mình anh Huy Tấn biết vị trí ly axit nằm đâu, tại vì sẽ che lại. Rồi anh hãy cháo đi ạ. Anh hãy cháo chậm hơn rồi. Như mọi người thấy thì anh Huy Tấn đang cháo vị trí ly axit trộn lẫn với 4 ly nước. Và tiết mục uống axit ngày hôm nay được bắt nguồn từ trò chơi tên là Russian Roulette, còn gọi là cò quay Nga. Đã có rất là nhiều người tham gia trò chơi này và có kết cục không tốt đẹp, đó là ảnh hưởng đến tính mạng. Vì thế ta bị xin nhắc rằng tiết mục uống axit trên sân khấu Got Talent ngày hôm nay là tiết mục cực kỳ nguy hiểm. Vì thế mọi người không nên thử ở nhà. Được rồi ạ. Ok. Anh Huy Tấn cháo xong chưa ạ? Cháo xong. Anh có muốn thay đổi không? Không. Ok, xin mời anh bước ra đây. Rồi. Bây giờ anh hãy nghĩ đến cái vị trí ly axit, đó là con số anh nghĩ trong đầu. Ừ. Tuyệt đối không được nói ra. Ok anh. Một lát thôi em sẽ mời anh ngồi vào chiếc ghế kia. Và em sẽ ngồi vào đây. Và anh hãy nhớ rằng khi em bắt đầu biểu diễn, cho dù có chuyện gì xảy ra nữa, anh cũng không được phép rời khỏi chiếc ghế. Ôi giời, sao khó thế? Được không ạ? Đây, anh yên tâm đi. Tại vì trước khi tham gia chương trình này thì em đã ký trước một bản cam kết là sẽ chịu. Nhưng mà anh thì chưa ký. Không sao, em ký là được rồi ạ. Ok, bây giờ xin mời anh ngồi chiếc ghế kia. Lần sau có gì khó khó gọi anh Hoài Linh nhá. Anh đã có thể cởi bao tay được rồi ạ. Bây giờ em có một yêu cầu cho anh. Anh hãy đếm từ 1 đến 5. Và trong khi đếm anh hãy nghĩ đến ly axit vị trí nằm đâu. Okay. Anh hãy đếm thật chậm, đếm to và đếm rõ. Được không ạ? Ok. Bắt đầu đếm. Anh bắt đầu đi ạ. 1 2 3 4 5. Bây giờ ta bị sẽ cố gắng lựa chọn sự an toàn, đó là uống những ly nước và tránh khỏi cái chết, đó là ly axit. Ta bị cảm thấy ly số 5 an toàn. Ta bị cảm thấy ly số 1 an toàn. Số 3, an toàn. Tại vì cảm thấy
Xin cảm ơn anh. Xong chưa em? Được rồi. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Tuấn và xin mời anh Trần Tấn Phát có thể đứng cạnh anh Vân ở đây được không ạ?